mới lắp đèn cảm biến đem đến hai mẹ con ngồi bất lực nhìn cha say giấc nồng. Từ hồi lấy chồng, chị vợ bắt đầu mắc chứng khó ngủ vì tiếng ngáy vang động trời nam của anh chồng văng vẳng bên tai. Thế nhưng sau khi hai vợ chồng sắm thêm chiếc đèn ngủ cảm ứng tiện lợi để trong phòng thì chị vợ chuyển hẳn sang mất ngủ luôn. Theo đó, sau mỗi tiếng ngáy mượt mà của anh chồng thì chiếc đèn lại nhấp nháy một lần. Từ đó điệp khúc mùa xuân hàng đêm cứ vang lên, làm cho không chỉ chị vợ mà cả đứa con suốt đêm thao thức vì anh, cả đêm không ngủ được. Sự kết hợp độc đáo giữa giai điệu kéo đờn cò cộng với ánh sáng nhấp nháy không khác gì đang quẩy trong quán bar, khiến cho chị vợ đau đớn và muốn gục ngã. Chị biết ơn con ngồi nhìn chồng đang ngao du chốn bồng lai tiên cảnh. Trong khi đó, cộng đồng mạng lại không thể nhịn được cười trước hình ảnh bất lực của chị vợ, đồng thời cũng để lại một số bình luận vô cùng hài hước. Nhanh trí mang đèn bảy màu ra để cạnh chồng, rồi hai mẹ con đứng quẩy sập sình luôn. Thấy hai mẹ con ngồi bơ phờ mà mình cười không có ngậm được mồm. Thương cho số phận hai mẹ con quá. Chiếc đèn cũng bất lực kiểu, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Giống hệt chồng tôi, nhưng mà chồng tôi ngáy dài hơi hơn, nhiều lúc như là sắp tắt thở. Mấy cái này mà vẫn ngủ ngon lành để thiệt luôn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.